Dự báo thời tiết đêm 16 tháng 3, ngày 17 tháng 3, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ.